A Di Đà Phật. Xin chào toàn thể quý vị Phật tử nha. Kính thưa quý vị, là người niệm Phật của chúng ta phải nhớ rằng cứ mỗi hình ảnh, mỗi hành động trong cảnh duyên, chúng ta tập làm sao chúng ta thấy được vô thường quý vị. Chỉ có tâm niệm thấy rõ vô thường, chỉ có tâm niệm cảnh tỉnh vô thường đang cận kề chúng ta, mới làm sự thúc dục cho chúng ta tính tâm niệm Phật, nhanh chóng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Thế gian này thật sự quý vị nói, những đại ở trong môi trường nuôi các cụ già, nhưng trong cái hoàn cảnh nuôi tất cả các cụ già thì cũng có người trẻ chăm sóc lo lắng. Nhưng mà vẫn câu nói của cổ nhân xưa: đừng để tuổi già mới niệm Phật, mồ quan lắm kẻ tuổi còn sanh. Có nghĩa là đừng để tuổi già, chúng ta đợi đến già lớn tuổi mà niệm Phật. Ngay cả trẻ chúng ta cũng phải niệm Phật, vì không biết tuổi thọ chúng ta đến khi nào đâu, chúng ta bất đắc kỳ tử, chúng ta chết khi nào đâu. Thưa đại chúng, quý vị thấy trên mạng truyền thông và xác thực gần gũi xung quanh quý vị, mong rằng mỗi lần quý vị thấy một cái hình ảnh đám tang, một hình ảnh người trẻ mất, người lớn tuổi mất, những ca sĩ diễn viên chết bất đắc kỳ tử, đột quỵ chết, hoặc những cái tai nạn giao thông ở ngoài đường, hoặc những tai nạn tự tử đó, thì mong quý vị không phải đó là chúng ta hưởng đến cái sự tiêu cực, mà để chúng ta nhìn nhận một điều rằng thế gian này không có cái gì là tồn tại mãi mãi. Cuộc sống này không có cái gì gọi là bình yên mãi mãi. Chỉ có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được là cảnh giới là thuần vui không khổ, hoàn toàn yên vui bình yên trên đó. Và chỉ có giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta mới có cảm giác được là Đức Phật được gọi là vô lượng thọ, chúng ta mới sống được trường cửu lâu dài. Nên mong rằng quý vị ở cõi giới Ta Bà này, như Đức Phật đã nói chúng ta rồi, thời đại ngũ trược ác thế, cuộc sống không có cái gì mà không có thể xảy ra cả. Nên chúng ta đừng có một cái tâm thái là hú hồn nè, bất ngờ nè, sao ngạc nhiên quá. Không có cái gì ngạc nhiên cả. Cái ngạc nhiên nhất, cái bất ngờ nhất của chúng ta là chúng ta quá may mắn. Sao đời này chúng ta có thân người vậy? Sao đời này chúng ta có thể gặp được tịnh độ, nghe được danh hiệu Phật, nghe được bổn nguyện Di Đà mà chúng ta có thể phát nguyện cầu giảng sanh vậy? Chúng ta bất ngờ vì chúng ta quá đủ nhân duyên, quá đủ phước báo, nên chúng ta có thể nghe tin sự cứu độ của Di Đà. Nên cố gắng quý vị, nỗ lực niệm Phật quý vị. Cứ mỗi lần thấy hình ảnh, nghe âm thanh của những cái tai nạn, những cái đám tang, những sự vô thường, là một lần để giúp chúng ta cảnh tỉnh rằng cuộc đời này không có cái gì là trường cửu mãi mãi. Cuộc đời này không có cái gì mà nắm chặt mà lưu luyến được cả. Một khi nhắm mắt xuôi tai, không có cái gì gọi là của ta. Như ân sư Tịnh Không nói, một khi mà nhắm mắt xuôi tai thì không muốn buông cũng phải buông, không muốn nắm, gọi là không muốn buông cũng phải buông. Bây giờ dẫu có thương yêu đến cách mấy, họ cũng không thể đau giùm mình được, họ không thể thở giùm mình được, họ không thể gọi là lấy tuổi thọ của họ mà cho mình được. Gọi là Diêm Vương kêu ai thì người đó phải đi thôi, kêu canh ba thì không bao giờ đến canh tư mới đi được. Bởi vậy mong đại chúng thời thời chúng ta niệm Phật, đó là thời thời được quang minh Di Đà phổ chiếu. Thời thời chúng ta niệm Phật, đó là thời thời chúng ta được thân cận gần gũi với Đức Phật A Di Đà. Dẫu trong chết trong bất đắc kỳ tử, trong nhân duyên nào, trong điều kiện nào, trong môi trường nào, trong thời điểm nào, nhưng lúc đó chúng ta có thể nhớ được Phật, chúng ta có thể niệm Phật. Niệm chúng ta suy nghĩ gì là lâm chung chúng ta đi theo cái ý niệm, cái suy nghĩ đó. Vậy cứ ngày ngày chúng ta dù là trẻ tuổi hay là lớn tuổi, như những đại nói, không luận già hay trẻ, vô thường tới thì không luận già hay trẻ. Nên là trong cuộc sống hàng ngày tập làm sao đi đứng nằm ngồi có thể nhớ được Phật, có thể niệm được Phật, niệm được một câu tốt một câu, niệm được trăm câu tốt trăm câu. Hàng ngày chúng ta niệm Phật là bồi dưỡng, trưởng dưỡng cái tính tâm, cái nguyện tâm, cái huệ mạng của chính chúng ta. Vậy lúc lâm chung gia ly hoặc những cái bất chợt đến với chúng ta, chúng ta nhớ Phật, niệm Phật thì chắc chắn chúng ta được giảng sanh. Bởi vậy ngày ngày chúng ta niệm Phật là nuôi trồng cái ý niệm cuối cùng của chúng ta, ý niệm giải quyết sanh tử của chúng ta.
Mong để chúng nghe qua những công đoạn này gần gũi, đơn giản, ngắn gọn như thế này, hãy trân quý những thời gian có được. Vô thường không gọi là không tha thứ ai, diêm dương kêu ai thì người đó phải dạ thôi, chứ không gọi là đùn đẩy cho một bất cứ ai được nữa. Mà chúng cố gắng ha, nỗ lực nghe công đoạn này, tính tâm niệm Phật và quyết chí, gọi là quyết chí gìn giữ những thời gian mình có được, quyết chí đời này giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc ha. Luôn luôn chúc quý vị vui vẻ, thoải mái, nhớ Phật, niệm Phật. Đời này đều là tương lai người dân trên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ha. Thôi chúc quý vị vui vẻ nha, thoải mái, lúc nào cũng nhớ Phật, niệm Phật. A Di Đà Phật, kính chào quý vị nha. A Di Đà Phật.